Rồi, chào mọi người ha. Thì cũng cố gắng gom được đâu hơn tuần này thì được chừng này ha. Thì cái lô tuần này thì cũng được khoảng đâu gần 60 con, năm mấy con ha. Thì mình cũng mất thời gian vài ngày đã phân ra rồi kiểm tra rồi. Thì cơ bản pin thì phân ra hết pin Nhật, pin Thụy Sĩ thì trong đó cơ dây da rồi cơ bọc gôn rồi cơ nhật đồ là mình lọc ra hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ view từng giống như cũ thôi, mình sẽ view từng cái con một nhé, rồi từng khu vực một. Thì con nào là lạ thì mình sẽ ưu tiên mình view trước. Rồi đầu tiên mình sẽ nói hai con này ha, hai con này nó không có nằm trong cái nhóm nhóm dạng như lưỡng tính ấy. Thì mình sẽ nói trước, thứ nhất là con anh ba, con này là anh ba, con này là anh ba là tên thương hiệu nội địa con Seiko ha, tên quốc nội của Seiko á, là anh ba nè ha. Thì nó chạy máy Seiko, thì con này thì chạy năng lượng ánh sáng, chạy điện năng ha. Thì đợt này chỉ có được một con điện năng chạy bằng năng lượng ánh sáng á, thì có nghĩa là cái con này thì anh em mình bán nhiều rồi ha. Nó thì nó cứ hấp thụ ánh sáng qua một cái cục pin nó lưu trữ rồi nó sẽ nuôi bộ máy ha. Cái này thì mình bán nhiều rồi. Cấu trúc của con này thì toàn thân là inox thép không rỉ, con này thì zin nguyên con ha, anh ba nè ha, con này thì zin nguyên con. Mặt thì mặt của con này trước hết nó mặt mặt kính lồi, kính cứng ha. Cái mặt ở trong của nó là nó làm bằng dạ quang hấp thụ á ha, ví dụ nó hấp thụ ánh sáng xong nó nuôi bằng máy, xong ban đêm là nó sáng rực à, cái mặt nó sáng lắm. Từ giây này mình mới bởi điện nó chưa hấp thụ nè, nếu mà nó hấp thụ đủ ánh sáng thì nó sẽ sáng rực cái mặt này luôn ha. Nó vừa hấp thụ ánh sáng, nó vừa nuôi bộ máy, nó vừa nó làm cái mặt nó sáng rực à nhé. Con này thì mặt nó để mình đo ha, con này thì mẫu nam rồi, con này mặt nó chính xác là 35, được chưa, 35 chưa tính núm, tính núm ra nữa thì có khoảng 37 38 gì đó ha. Con thứ hai là cũng là con của Nhật luôn, con này thì Casio chính hãng, dòng Wayscepter, KO Wayscepter ha. Dòng này thì mình bán cũng khá là nhiều rồi. Con này thì mặt bự, được chưa ạ, dây hợp kim, số hiệu của nó thì trên đây nè ha, WVA450TZ. Ở trên đây mọi người thấy ở trên đây nó có một cái ký hiệu Wayscepter này, là con này nó chạy trên công nghệ cập nhập bằng công nghệ GPRS, nghĩa là chỗ nào có công nghệ GPRS định vị là nó tự nó cập nhập vào đó nó chạy ha, nó gọi là công nghệ Wayscepter. Cái này có thể anh em mình luôn Google mình tìm hiểu thêm ha. Cho nên là khi mình chỉnh giờ mình chỉ cần ra ngoài đưa lên ánh sáng, đưa lên trời cái là nó tự nó cập nhập GPRS định vị là nó chạy thôi, nó thì nó chạy hai máy ha. Thì Casio thế mạnh là điện tử mà, cái này nó có đèn nè, rồi nó chỉnh giờ thể thao giữa dưới ha, rất là đa dạng. Thì con này thì mặt to, nếu anh em nào thích đeo to thì đeo con này ha, mặt con này nó khá là to, mặt trong thì nó hơi màu đổ qua màu tím hoa cà ha. Rồi mình đo cái size nó một chút ha, con này size chính xác luôn là phủ bì luôn là 45 nè, to đúng không ạ, 45 phủ bì luôn. Ngoại hình thì đẹp ha, ngoại hình thì đẹp tầm 95% á ha, không có cái gì chê đâu. Rồi anh em nào có nhu cầu thì gọi cho mình ha, giá thì như mọi khi nhé, giá thì anh em cứ coi ở phần miêu tả nha, chứ mình không đọc trên bài nữa. Ví dụ trong cái bài viết của mình thì trong mỗi cái bài viết của mình nó thường thì ở dưới cái phần miêu tả nè, mình có để địa chỉ là link Facebook nè ha, rồi cái giá mình để ở trên đây ha, chứ mình không đọc trên bài nữa. Cái nào mình bán rồi thì mình sửa giá đã bán ha, mình sẽ để ở dưới phần trong đây, anh em xác định giá thì coi ở đây nhé. Rồi anh em nào có nhu cầu thì gọi cho mình vậy ha, chào mọi người.